Vì hãy lắng nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài hát được mang tên Hành Trình Trên Đất Phù Sa, qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Thủy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tặng ngay một hộp khi mua. Quý vị đang thưởng thức một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài hát được mang tên Hành Trình Trên Đất Phù Sa, qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Thủy.